Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Thế từ sáng đến giờ thì bán được nhiều chưa? Dạ, bán được 3 chai mật ong rồi. 3 chai mật ong à? Dạ, nấm hương á? Nấm hương này đi đâu lấy về? Trên rừng à. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Hải chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, Quang nói cho chú nhá. Chào các ông, các bà nhá. Con chào các ông, các bà. Con chào các ông, các bà. Rồi, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là chị Trần Đỗ Giáng My có gửi tiền cho cháu Lực, nhờ cháu Lực là đi đưa bé Quang để đi chợ. Hôm nay chú đưa Quang đi mua áo nhá. Mua cả quần áo nhá. Nhá. Rồi, Sử đâu rồi, Hải? À, Sử đi xuống chợ trước rồi đúng không? Đấy, bây giờ thì anh em mình đi thôi. Anh bây giờ đưa đi, ơi đổ mũi ra xem nào, đổ mũi ra xem nào, đổ mũi ra xem nào. Đấy, như hoàn cảnh của bé Quang thì trước cháu Lực cũng có đi ghi hình lại được 2 video các bác. Nếu như cô bác anh chị nào mà xem sâu còn chưa biết hoàn cảnh của em Quang thì cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa. Hiện tại thì bé Quang là đang ở với lại bố mẹ nuôi cô bác. Bố mẹ ruột thì cũng đã bỏ em ấy ra đi rồi. Và kèm theo đó thì em có bị đứt tay nữa cô bác này. Bây giờ em chỉ còn lại là một cánh tay thôi. Đấy, đi vào dìa dìa một tí. Đây nè, đưa Quang đi mua áo nhá. Hôm nay chú đi mua, đưa Quang đi mua áo nhá. Hôm nay Quang có biết là ai mua cho không? Không biết à? Thì chú nói cho nhá. Ấy, chợ phiên này chỉ có thể là chợ phiên này là một tuần có một lần thôi các bác. Chợ phiên này thì cháu Lực cũng đã đi chợ khá là nhiều lần rồi, cho nên là cô bác anh chị cũng đã biết rồi. Anh Thanh là đi chợ anh? Chợ à? Vâng, chú đi chợ à? Vâng. Anh ăn phở ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Anh chưa ăn thì đi ăn cùng em. Vâng. Đi ra bên này đi, Hải ra bên này đi. Không biết là Sử đâu rồi, ra bên này qua. Đây ra đây. Đây đi vào, đi vào đây. Đây, đi vào đây. Đưa Quang đi mua nạt trước nhá. Sử ra đây. Ra đây. Sử là cũng ra đây. Ông đâu rồi? Thấy ông không? Ông ở nhà. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Được rồi, không? Chuẩn bị đi đâu à? À, đi đâu ấy? Chợ về. Chợ về à? Đi mua thức ăn gì chưa? Ăn ăn phở chưa? Ăn rồi à? Chưa ăn thì đi cùng anh. Hãy vào đây à. Anh có áo phao không anh? Có. Hải đi có mua thêm không? À, nhưng mà sao mặc lạnh thế? Mua cho Hải cái áo nhá, rồi ơi. Mua cho Hải loại áo này này. Quang này thích loại áo nào Quang? Hả? À, áo này to quá nhỉ? Đây Hải ơi, thử cái này xem nào. Mua loại này cho Quang nhá. Nhá. Hôm nay thì có vẻ như là sau một quãng thời gian cháu Lực lên trên nhà của bé Quang hay lên chơi nhiều, thành ra là bây giờ em cũng cởi mở cho Lực nhiều hơn. Đấy, cho em cả cái quần nữa anh, quần không? Cho cháu nó mặc quần ấm nha. Vâng, quần ấm đi anh. Có
thay luôn nào, thay xem có vừa không nhá. Đây, bỏ chú vào xem nào. Đây. Đây. Từ. Ây ơi, em cắt cái này ra không vừa đổi lại được không? Từ, em mặc đã, tí không vừa thì nó lại mất mắt của anh. Ây! Rồi. Vừa không? Ôi, hình như hơi to anh ạ. À không, như này là vừa rồi, như này là vừa rồi. Đấy, như này là vừa rồi. Có quần nào không anh? Vâng. Quang có giày chưa? Có giày chưa? Từ, nhưng mà chú... Từ, chú cắt cái này ra đó. Anh có cái kéo không? Ô, giật ra rồi à? Nhưng mà có cái giày đấy. Xem nào. Xem có vừa không? Ô, cái này hơi ngắn anh ơi. Đây, xem nào. Ô, như này là vừa rồi. Đấy, một mua cho một bộ đen luôn, vừa chưa? Hả? À? Ừ. Ôi, cái này là vừa rồi anh. Vâng. Xem nào. Vâng, anh như này là vừa rồi anh ạ. Hay anh lấy cho em thêm dài dài một tí đi anh ơi, trẻ con này nó lớn nhanh nhá. Chú ăn phở chưa? Chú ăn phở chưa? Ăn rồi à? Vẫn đây nhỉ, bảo đi ăn cùng cháu. Có chứ, tí cháu mới lên. Ôi. Còn ông nọ là chị giáng mi không có dặn cháu Lực là mua cho em bé Quang hay không bác? Hôm nay Hải mang luôn đi, Hải mang luôn đi, đang ấm đang lạnh ấy, mang luôn đi. Hãy phải xem lại tin nhắn của chị giáng mi là nhắn cho cháu Lực một chút cô bác ạ. Thích không Quang? Thích à? Rồi. Của em bao tiền anh nhỉ? Cả quần nữa, cả cái áo của kia nữa. Kia thì không anh ạ, quần nó có nhiều rồi. Rồi cho Quang đi mua một đôi giày nữa nhá. Mua cho Quang một bộ nhá. Cả bao tiền anh? À Lực ơi, nếu bình thường như này là anh bán như là 400 là mấy đấy bao nhiêu? Tất à, tất là tất à? Vâng. 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 Cất lại áo cũ cho Quang đấy nhỉ? Nhá. Nhưng mà một cái này đủ chưa? Có mua thêm một cái quần không? Không á. Chú lấy thêm cho thêm một cái quần nhá. Lấy thêm một quần nhá. Nhá. Anh lấy cho em một cái quần như vừa rồi. Cái quần thì cũng khá là rẻ thôi cho nên là mua cho em ấy là hai cái luôn cô bác. Quang có thích không? Có thích đi mua áo mới không? Hả? À. Số này số 20 anh ạ. Số 20. Vâng. Anh là sáng nay mới lên là lên từ hôm qua rồi. Hôm qua ở bên xá làm gì đấy nhở? Đang chuẩn bị ấy cái đây, 20 tháng 1 đây. À. Đây làm luôn đấy, 20 tháng 1 đây hôm nay làm đấy. Cái quần kiểu đấy hết rồi. Chưa tìm về số 20 à anh? Anh ơi, anh lấy cho em một số 20, số 21 đi. Cái quần này không vừa. Ôi, quần này không vừa rồi, to quá rồi, đây. Này rồi. Rồi. Khắc khắc màu tí cũng được anh ạ, không phải là... Bạn bè cứ trêu là mặc quần mốt một quần á. Số bao nhiêu? Số 20 à? À. Thời tiết thì nói là sáng sớm trên vùng cao khá lạnh của bác, mặc dù là nó đã có những ngày nắng ráo lên rồi. Ôi, không vừa đâu, to quá rồi. Đây anh nhìn đo lại cái cũ của nó đây này. Để anh tìm hay là lấy cho nó một cái quần bò nhỉ? Đâu quần bò đâu anh? Quần bò đây này. Đâu anh lấy cho xem nào. Con lấy Quang quần bò nhá. Hải đi vừa áo đấy chưa? Hả? À? Lần sau đừng có mặc áo lạnh lạnh xuống xuống nhá. Đi
Có vẻ như là hơi dài rồi anh ạ. Vâng, dài quá rồi. Thế mà bớt bớt ngắn ngắn một chút anh ạ. À, qua ngay đây chú xem nào. Đây, chú xem nào. Ôi rồi. Từ từ nhá. Anh ơi, vừa rồi, như này là vừa rồi. Từ từ nhá, qua nhá. Từ từ nhá, anh đo lại cái quần này đã. Từ từ. Ôi, ngực này ngắn quá rồi anh ạ. Thế lấy cái dài mà lấy này. Ngắn quá rồi. Đấy, may anh còn bảo lấy cái... Kia. Đấy. Đây, chú xem nào. Đâu con lên nào. Cái này hơi dài tí. Đâu vậy? Quần này nó kéo lên trên rồi mà anh được. À, qua này, ra đây xem nào. Đấy, đúng rồi. Đấy, cái đấy. Đây, chú xem nào. Rồi. Là tổng em là bao tiền anh? Thêm cái quần nữa. Tất 400 á? À? Vâng, em cảm ơn nhá. Quang có cầm được không? Anh Hải hộ Quang cầm nhá, hộ em cầm nhá. Thế qua chỉ có một tay thôi bác ạ. Em gửi này. Đói chưa? Hả? Chưa đói à? Thế đi mua thêm giày nhá. Nhá. Rồi em về đây nhá. Giày ở bên nào bán đây nhỉ? Bên này sao? Anh phải nói là chợ này chủ yếu là dân tộc Nùng này, dân tộc Mông này và dân tộc Kinh cộng thêm là với lại Hán nữa không á. Đấy, bà con thì vẫn còn mặc những cái bộ váy truyền thống để đi ra chợ thôi. Hôm nay thì nắng rất là đẹp đúng không bác này. Đây, đây. Xe nhỉ? Đây, đây. Lấy dép hay lấy giày? Hả? À? Cái giày nhá. Đây, giày đây này. Đấy. Lấy đôi nào. Thích đôi này không? Đấy, giày đây là giày sáng. Giày sáng à? Thế gì đâu? Quang. Đứng đây nào. Đứng lên. Bỏ giày đấy. Bỏ dép đây ra. Cho em xem một đôi tớt thử biết là vừa không. Đứng cái này. Chị cho em thử ấy. Hải đi tuần trước mua rồi, tuần này không mua giày nữa nhá. Nhá, tuần này mua áo thôi nhá. Rồi. Anh Sử thì vừa rồi là chắc là đi lại ông đi về rồi các bác. Sáng nay thì về sớm à, sáng nay thì ba ông cháu đi chợ sớm à. Vừa chưa? Thế nào? À, thế đeo tất vào nữa. À, vừa rồi. Nhưng mà thật sự vừa chưa hả? Vừa chưa? Lấy đôi này nhá, thích đôi này chưa? Thích chưa? Ưng chưa? Nhưng mà lần sau là phải nói chuyện nhá, không được gật đầu nhá. Không được phải vâng. Đấy cho em thêm... Vâng, xong lại ừ. Đấy cho em thêm 3 đôi tất nữa chị. 3 đôi ạ. À? Lần sau chú nói gì là phải vâng dạ nhá. Dạ. Cùng màu cho để cho dễ nhá. Vâng, cùng màu rồi. Đi xem vào đi. Này. Cái là bao tiền rồi chị? 180 à? Cầm luôn à? Tự cầm à? Đấy, bây giờ thì sẽ đưa cô bác anh chị là đi lượn một vòng ở chợ phiên này cô bác nhá. Cái chợ này thì phải nói là rất là nhỏ thôi. Đi thôi nhờ. Xong rồi đi ăn nhá. Mấy anh em sẽ đi lượn chợ một vòng xong là có khi là sẽ đi ăn sáng thôi các bác ạ. Sáng sớm thì chưa có ăn gì. Quang này có mũ chưa Quang? Hả? Có mũ đội chưa? Chưa có à? Ra đây nào. Lấy mũ nào? À lấy loại này không? Siêu nhân à? Loại này chỉ thành cho các bác già thôi. Xem nào. Lấy cái mũ này nhá. Nhá. Xem nào, chú xem nào. Vừa chưa? Ok nhá. Bao tiền đấy chị, mũ em ấy.
chứ. Anh đi thôi nhỉ. Ôi ôi, đi thôi Hải ơi, đi nào. Uầy, đang ngắm đồ chơi rồi. Quang có lấy đồ chơi như món nào không hả? Hả? Lấy cái nào? Đâu, xem nào. Thích cái nào? Phải ở đây anh cầm hộ em chứ. Lại mấy xúc nha, nhà có nhiều nha, cưng nha. Tí mẹ đập cho. Nhà có nhiều. Đâu, lấy cái nào? Cái này hả? Lấy cái nào? Lấy cái xe cẩu đấy à? Mấy cái này đúng không? Đấy, trước kia thì lúc mà cháu Lực lên thăm em Quang thì cháu Lực cũng đã mua đồ chơi cho em Quang rồi. Đấy, phải nói là một thời gian khá là lâu rồi, thành ra là bây giờ chắc có khi là cũng hỏng hết rồi. Chia cái xe cẩu này bao nhiêu chị? Bớt tí nào không? Nhưng mà bớt tí nào không? Cầm đó. 40.000 thôi, hôm sau lại mua tiếp. Nó lần nào em chả mua dây chị. Đi 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 đi. Sao lại đổi mũ ngược này, đi. Đây, ở đây thì cháu được nhìn thấy là bà con ra bán cái củ cải này, củ cải trắng này rất là to này các bác này. Bà con bán cũng rất là rẻ thôi. Đi vào bên này nhá. Hôm nay cho Hải đi ăn phở nhá. Hãy đi ăn phở tiếp nhá. Ê, mỗi lần anh em ra chợ phiên thì đều có phở cả đấy các bác, chứ không có món gì độc lạ cả. Nhìn nhá. Ô tầm mắt Hải alo, em vẫn được một nhầm nào mà. Cẩn thận nhá, tí bị lạc nhau nhá Quang nhá. Ấy mặc dù là chợ cũng hơi bé thôi cho nên là rất là sợ lạc các em quá, khi mà bị lạc nó không có tìm thấy. Nào đi vòng bên này này. Đi. Bà con thì hay là bán cái những cái đồ đặc sản chợ phiên là ở phía bên kia là nhiều quá. Đây bây giờ thì cháu Lực sẽ ra xem là có những cái hạt dổi mắc khén nào không để tiếp tục mua là gửi cho tất cả các bác anh chị. Đây đi. Đấy, có vẻ như là hôm nay cháu Lực với lại em Quang ra khá là muộn rồi các bác. Bà con thì thấy là nghỉ hết rồi. Đi xuống dưới xem là còn có khu nào bán không ra đấy Quang ơi. Hầu như là ở trên chợ này thì không có cái gì để mà cho các em chơi cả các bác. Thì bà con ở đây nè. Hình như là có vẻ là nhìn từ xa xa này thấy Quân là đang bán đồ gì ở kia các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ vòng em đây xem là em ấy bán gì ở đây. Có lẽ ở đây theo dõi từ xa một chút xem là Quân đang bán những cái đồ gì ở bên kia các bác. Không biết là em ấy bán được cái gì chưa. Cháu Lực nhìn thấy từ xa thì có măng này, có thêm mật này, kéo lại thêm một đống như giống như nhìn nấm. Cháu Lực không biết là nó là nấm hay là cái gì. Để em ấy bán một chút xem là có ai đi vào mua không. Rồi thì cháu Lực với bạn Hiệu với lại các em sẽ đi vào sau. Hiện tại là em Quân đang ở phần phía bên kia các bác. Không biết là bây giờ các bác ở đây có theo dõi được không. Có vẻ như anh em mình đứng từ xa cho nên là Quân vẫn còn chưa có được nhìn thấy cho lắm. Từ nãy đến giờ thì hình như là chưa có ai vào hỏi cái gì. Chỉ thấy là các cô các bác ra chắc là hỏi xong rồi lại thôi cô bác ạ. Hôm nay thì ra chợ phiên xong là bắt gặp em ấy đi ra chợ luôn. Không biết là em ấy bán những cái đồ gì. Phải đợi, bây giờ sẽ đợi một chút xem là có ai mua không. Nếu mà chưa có ai mua thì cháu Lực sẽ đi vào xem là hỏi em ấy bán những cái đồ gì. Bây giờ chắc là thôi anh em mình đi vào đây nhỉ. Từ nãy đến giờ thì chúng không có thấy ai dám mua cả ra đấy quá này. Quần nỉ, áo nỉ đây 35.000 cái, 3 cái 100 nào. 3 đôi 15.000.
Bán măng à bác? Bán măng à? Quân này ra đây lâu chưa? Ra từ sớm rồi. Ra từ sớm á? Bán cái bán này à? Đây là gì đây? Đây là nấm hương ạ. À. Nấm hương á? À? Nấm hương này đi đâu lấy về? Trên rừng à? Nấm hương này rất là thơm này cô bác này. Đây thì cả mật nữa à? À chỗ này thì chắc là được tầm 2 lít cô bác. Mật này là mật à, tổ nó ở dưới thấp hay trên cao? Trên cao á. Ồ thì chắc là đây là mật à, mật ong khoái này. Bán cả măng à? Măng này tự làm hay là ai làm cho? Tự làm á? Tự làm xong là cuối tuần là đem ra chợ bán à? Thế từ sáng đến giờ thì bán được nhiều chưa? Dạ, bán được 3 chai mật ong rồi ạ. 3 chai mật ong à? Thì cái này măng này á? Vâng ạ. Cái này thì Quân còn chưa biết là tiếng Kinh là gọi là măng gì cho lắm cô bác. Hôm nọ anh bảo là lấy được mật thì đưa đây để anh bán hộ mà, đỡ phải ra chợ bán. Hay là hôm nay là cầm theo luôn à? Ồ thế thì để vào túi đi, xong là anh bán cho. Cái này là nấm hương à? Một mình tôi đi lấy à? Đây lần sau đi lấy thì dùng cái cây xiên nó lại, xiên thành lại, đừng có để thành đóng như này. Bán này thì có phải mất thuế không? Không ạ. Không á? À. Sáng từ nhà lên đây là mấy giờ? Từ 5 giờ ạ. Từ 5 giờ á? À. 5 giờ sáng lên đây rồi à? Vâng ạ. Cái này nấm hương này, nếu mà lấy được nhiều thì cứ mang lên cho anh bán hết. Vâng ạ. Bây giờ những cái mặt hàng của em lấy được về không phải mang ra chợ bán nữa đâu. Vâng ạ. Cứ để anh bán cho nhá. Vâng ạ. Mật ong này có những cái gì mà có những cái mật ong gì mà hạt rổi mắc khén gì đấy mang để cho anh bán cho nhá. Thế là đây là hôm nào em đi lấy cái này ấy? Là thứ bảy ạ. Thứ bảy à? Là như này à? Là ăn răng bao bà cắm cờ nè mười nghìn á. Ở đây thì các cô các bác là phải đi ra chợ để nói đi vào rừng sâu rất là xa các bác thì mới khai thác được. Như Quân thì đi lấy cái này thì một ngày lấy được bao nhiêu cân? Cũng được 5-6 cân rồi ạ. 5-6 cân à? Bây giờ cũng chuẩn bị hết rồi. Bây giờ là cuối mùa đúng không? Đấy ở phải nói là ở trên Hà Giang các bác thì ở chỗ cháu Lực với lại thêm một xá nữa thôi là có cái loại măng trúc nhỏ này thôi. Xá khác thì không có cả. Cái này để đây là như nào? Để đây thôi. Để đây à? Gửi cho các cô đi. Ồ, nhiều bó đây. Này ông bà, tạm á. Hả? Bó được á? Tốt đây, gửi nào? Tốt này cái này chưa? Tốt này cái này chưa? Bó thì như nào? Ăn gì chưa? Chưa. Chưa à? Ồ, thế thì cầm về đi, xong rồi anh em mình đi ăn đi. Đây, đi trước đi. Đi ra kia ăn phở đi. Đấy. Hôm nay thì phải nói là thật sự rất là bất ngờ cô bác ạ. Khi mà anh em đi chợ này lại gặp em Quân đi ra để em mới bán được những cái đồ thực phẩm. Này hóa cả này tầm án này à? Xuân Thánh á? Này hóa cả này cái này à? Chín hả? Sắt chín thải thải á? Này chín thải thải này. À cái lá này thì cũng là cái lá nhộng vải này cô bác này. Lá này thì hầu như là không có ăn được này. Lá này mà ăn thì là sẽ chết luôn đấy. Mượn đi hết tất khái à, tấm á? Tiếp thành á? Hai thành đây à? Ồ, tiếp thành viên này à? Ồ, ni đây. Hai thành lá nó tương thế nào? Hả? Ồ, lá này à? Ồ, lá mà. Ồ, lá mà. À? Phải nói là những cái đồ mà bà con ở trên vùng cao tự trồng ra là bán rất là đắt cô bác này. Thí dụ như chỗ ớt này thì là bác bán là 10.000. Thế bây giờ thì cháu được xé mua ủng hộ là bác luôn. Này. Tốt lắm ạ. Chim mò là cái gì? Thì lấy cái này để vào túi cho cháu lấy hên. Cho cháu gửi tiền, 10.000 đúng không? Phải không? Ờ,
Cái áo này thì là bà con này, các bác này tự may thủ công luôn, đi mua những cái miếng như kiểu vàng ấy, xong là về dán áo mình cho nó lấp lánh lại. 10.000 hả bác? Cái lẻ không? Đây anh để vào đây cho. Có vẻ như chỗ này là hơi nặng nhỉ? Đây, cháu xin á. Này dốc cải à? Dốc cải ạ. Dốc cải mèo ấy nhờ? Ôi bà. Ôi đi thôi nhờ. Biết không cô à Quang? À? Đấy, hôm nay thì có vẻ như là khá là muộn rồi các bác, cũng chẳng có mua được thêm những cái món đồ hay là hạt dổi, mắc khén gì cả. Ấy lặn lội từ đi thì sáng sớm lên thì có vẻ như là khá là bất ngờ các bác ạ. Khi hôm nay lên là gặp em Quân xách theo những cái đồ lên chợ phiên để bán, để cuối tuần là lên chợ phiên bán. Hả? À? Ôi tí mua, tí mua, đi ăn phở đã, đi ăn. Con đâu mấy ơi? À. Đây, con phở không ba? Con à? Ăn, con phở ăn gì? Hả, à, nữa ăn gì? Ăn một tí, ăn thịt nhá. Nhá. Ừ, ăn bánh á, ăn bánh nào? Bánh kia à? Hả? Cái này á? Mấy cái, 3 cái, 4 cái à? Một cái đấy á? Đây cho nó 2 cái đi. Ủa đây anh xử ra rồi. Quang thích là ăn bánh nhưng không thích ăn phở của bác ạ. Cho bao tiền đấy? Lấy 5.000 thôi. Đây cho... Thế lấy 10.000 cho ba đi. Ồ cho lấy 5.000 thôi. Thế tí nó không có ăn được đâu. Hay là mang về nhà ăn nhá. Thế thì lấy cho 10.000 đi, mang về nhà ăn. Các ông bà nhà xíu nào? Bố Quang đâu rồi? Bố đâu rồi? Vừa rồi bố đi đâu rồi? Bố đi đâu rồi? Bố đi đâu rồi? Không biết à? Đây, cầm đi. Đây, cầm bánh đi đi. Đấy. Đấy, hầu như là mỗi lần cháu Lực đi lên chợ phiên thì đều rủ các em là đi ăn phở các bác. Làm cháu 4 bát vào đây. Vâng. Qua ngày ăn phở nhá, ăn 1 bát bé nhá. Nhá, ngồi ăn phở nhá. Hay là ngồi ăn bánh nữa à? Ôi. Thế thì đi ra ngồi kia đi. Đây ngồi đây ăn bánh. Ngồi đây. Ngồi đây. Từ từ nhá để. Ba có khăn nào không? Có khăn nào không? Vâng, lau bàn này. Đâu? Đây cháu lau cho. Bà đi làm phở đi. Tay bên này của bé Quang thì phải nói là thực sự rất là đáng buồn các bác ạ. Khi năm em lên 2 tuổi thì bị cái máy cắt cỏ và cắt phải tay rồi. Ăn đi. Đấy. Quang mời các ông các bạn bánh đi. Con mời các ông các bạn ăn bánh ạ. Ừ. Hôm nay con nhận được khi con vừa mua quần áo mới. Rồi. Hôm nay thì cháu Lực cũng được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My. Có gửi cho cháu Lực là bảo cháu Lực là trích cái tiền quý của chị ra là để mua áo quần cho em Quang, với lại đưa em Quang là đi chợ phiên nữa. Và cũng phải nói là rất là bất ngờ các bác ạ, khi lên đến đây thì bắt gặp cả em Quân nữa, lặn lội từ rất là xa, sáng đi 5 giờ lên đến chợ để bán những cái chai mật ong này, những cái lọ măng và những cái nấm hương này này. Cái nấm hương này thì hiện tại là em Quân là cũng có bảo là đi khai thác được nấm hương. Nếu mà bây giờ khai thác được thì cứ bảo anh nhá, cứ mang lên cho anh. Một tí về thì mua gì cho ông bà? Mua bánh cho ông bà. Thế thì tí lại mua thêm phở cho ông bà nhá. Ăn bánh tiếp đi, ăn nữa không? Ăn đi. Ăn hết được không? Ăn hết được không? Bác không biết Quang à? Bác. Vâng. Khó á? Khó mì. À, khó mì á? Ờ, lán đúng khó á? Ừ. Ờ, chờ. Chân khó đồng bao. Ờ, khó đồng bao á, chân này á? Ừ. À. Chân lắm. À.
Ờ, sao lắm đấy á? Ờ, phải nói là sau lên chợ phiên của bác, nói chuyện nói đi nói lại thì mới nhận ra được là hàng xóm của nhà mình ấy. Bác này là bác theo như ở bên ngoại thì là gọi bằng bằng ngoại rồi. Hôm nay bà bế cháu à? Phải. Ai đấy bà? Con của giáo viên. Con của giáo viên á? Con của thầy An. À. Tí bà ăn xong cháu trả tiền cho bà nhá. Cháu trả tiền cho bà ngoại nhá. Nhá, cháu trả tiền cho bà ngoại không? Bà ăn thêm không bà? Vâng, vâng. Hôm nào xuống thì nhà cầu lường ấy, đồ kinh ấy. Vâng, vâng. Phải con của bà. Vâng, cháu biết rồi. Hôm qua cháu còn gặp các anh à. Nhưng mà cháu không biết là các anh là con bà ấy. Ngon không? Đây là bánh gì? Đi quân không phải là cháu của nhà mình. Vâng. Đây là bánh gì? Bánh chuối à? Đấy. Lần sau nói chuyện nói với người lớn là phải nói vâng nhạ nhá. Dạ. Đấy, nói thế thì nó mới được. Hay là chú lấy lại muối nha. Chú cho nhá. Nhá. Mặt xị rồi cô bác ạ. Quân thì hôm nay ra đây từ mấy giờ rồi? Ra từ 5 giờ rồi. 5 giờ sáng á? Vâng ạ. 5 giờ sáng là lên đây rồi. Con chào quý ông bà của chú anh chị ạ. Thôi bán được thì tiền đấy mình mang về làm gì? Em lấy về cướp thôi ạ. Lấy về cướp à? Vâng ạ. Để cho ông bà cầm hay là mình tự cầm? Cho ông bà cầm ạ. Cho ông bà cầm à? Đến lúc nào mình cần tiền đi làm gì thì mới dùng tiền đấy ra đúng không? Vâng ạ. Ở nhà mà có mà cần những cái lúc nào mà có cái việc gì, lúc nào mà có những việc gì mà thật sự gấp cần đến tiền thì bảo anh nhá. Thế rồi anh sẽ bảo với tất cả có bác anh chị mình thường quân là trích cái số tiền này ra để giúp đỡ em một chút. Đấy. Bây giờ thì phải nói là chú Lực cũng đang xây dựng cho em Quân một cái quý để cho sau này có thể là giúp cho em Quân xây sửa lại một cái ngôi nhà mà nó khang trang hơn một chút. Nhưng mà cô bác có theo dõi được những cái phim mà chú Lực chia sẻ lên rồi rằng là cái ngôi nhà của em Quân hiện tại là phải nói là cái phần xung quanh nhà thì rất là xuống cấp rồi, còn cột nhà thì nó còn chưa có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà chỉ tầm 1-2 năm nữa thôi. Thế là làm khai tương bản phò này không? Ừ. Phò tôi chín đến mắt phò. Quang thì chỉ có ăn bánh thôi, bác không có ăn phở ấy. Chỉ thích ăn bánh thôi. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn sáng. Cái phở ở đây thì được bộ lăng khai ơ phở. Lăng khai ơ à? Bộ lăng khai ơ phở. Ơ lăng khai ơ. Con mời quý ông bà, cô chú anh chị của con ăn phở ạ. Ờ, mời cảm ơn bà. Ờ phở. Ngon không? Đấy, bây giờ thì chắc là bạn Hiệu cũng sẽ phải dừng máy quay để cùng mấy anh em ăn đó cô bác ạ. Quang ăn no chưa? Có vẻ như Quang khá là đói cô bác, một mình là ăn hết là 50 bánh luôn. Không ăn phở nhưng mà chỉ ăn bánh. Quân với Sử được, Quân với Hải thì còn ăn thêm không? Không à. Thì bây giờ Sử là hả, Quân là cầm Quân là tí lấy về 2 bát nhá. Cho ông bà, xong là tí ra kia mua bánh cho bà Hiếu. Còn Hải thì cầm về 1 bát nhá. Ba ơi, làm cho cháu chưa? Bây giờ làm rồi à? Đấy, những cái quán ngồi ăn phở như này cô bác này phải nói là làm từ rất là lâu rồi cô bác. Khu chợ này thì hiện tại là vẫn chưa có cải tạo gì là nhiều đâu. No chưa Quang? No chưa? No rồi à? No rồi à? Rồi. Đấy, bé Quang thì nếu mà không có đôi tay bị cụt như này cô bác này thì nói là bé cũng là một đứa bé mà rất là nhanh nhẹn và rất là khấu khỉnh đấy. Bây giờ thì mọi cái thì em ấy đều sinh hoạt và chơi bằng tay trái thôi. Ôi chú ngồi thật nhá, nước để riêng bà nhá.
của con là 1 2 3 4 5 6 7, 7 bát, 8 bát cộng thêm bát của bà vừa nãy nữa. Vâng. Thế đây là bà làm cho con là mỗi bát là bao nhiêu? 20 à? Vâng, tất cả là 150 đúng không? Bà. Quân này đi ra à, Quân đi ra kia mua 10.000 bánh cho Hiếu đi. Hải đi có ăn bánh không? Ăn bánh đi mau. Đây đi, đây đi cùng anh Quân đi mua bánh. Nhá. Bánh ở ngay bên kia thôi. Quang thì có lấy thêm không? Không lấy à, no rồi nhá. Thế thôi á. Một tí nữa chú mua cho, một tí nữa chú mua cho. Đây một buổi sáng là đóng vào bao tiền đây bạn thôi. 8.000. Đây này 8.000 đấy. 20.000. 20.000 à? Vâng. Thế là làm ở đây là mình vẫn phải đóng thuế à bà? Không, không phải đóng rồi. Thế... Một tuần đóng theo tuần. À, nhưng mà đóng theo tuần đúng không? Mỗi tuần là 20.000 là ở khu này à? Là 4 tuần là 20.000 á? Không, 1 tuần 20.000 đấy. Vâng. Thế là ở một ô này đúng không? Đúng, một ô thế này á. Vâng. Phải đóng 20.000. Vâng. Một tuần là thì 80.000 rồi. Vâng. Bà làm phở này thì dậy từ mấy giờ sáng? 3 rưỡi. 3 rưỡi đã dậy rồi à? Con nước phải dậy xong nước. Vâng. Đây thì gà của các cô các bác làm thì hoàn toàn là bằng gà bản hết cả các bác ạ. Nước là để riêng nhỉ? Vâng, bây giờ nước để riêng, tí đến nhà nó mới không có nở ấy. Thế nước có là 3 túm hay là không, túng? Làm mỗi một túm rồi. Nước thì làm một túm à? Vâng. À không, nước thì làm 2 túm đi. 2 túm hay 3 túm? 2 túm. Ở đây là một người đã đi 2 túm rồi. Thế nước là cứ làm 2 3 túm đi. Vâng, thế bà cứ làm 2 túm cho con được. Đây con gửi tiền cho bà trước này. Vâng. Cháu vừa đi làm công ty về vào. Dạ vâng. Ở dưới Mùi ạ? Dạ vâng, cho con Mùi. Xin nhé. Vâng. Có đà không? Hả? À? Có à? Có thích không? Thích. Nhưng mà về nhà đừng có phá quá nhá. Dạ. Rồi. Người lớn nói chuyện thì không được ừ nhá. Được ừ với à nhá, nhớ chưa? Dạ. Rồi. Mẹ Quang thì phải nói là sau một thời gian mà cháu Lực lên tiếp xúc với em nhiều thì em cũng cởi mở với cháu Lực hơn. Nhưng mà cái cách ăn nói của em ấy thì vẫn còn chưa có vâng dạ là nhiều cả các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn chị Trần Tố Giáng My đã tài trợ cho em, đã giúp đỡ cho bé Quang. Hôm nay thì mua cho bé Quang là từ đầu đến đuôi luôn cô bác ạ. Từ dép đến quần, đến áo, đến mũ. Lấy cả cánh nhá. Vâng. Bà lấy xương xương cho nó ngọt ngọt một chút. Còn em Hải thì ở nhà thì cũng có nhiều quần áo rồi. Hôm nay thì mấy anh em đi xuống cũng chỉ là đi chợ phiên và đi ăn uống thôi. Nhưng mà thấy em ấy cũng có mặc áo ấm ấy các bác, cho nên là Tuấn Lực cũng mua cho Hải thêm một cái áo dép nữa. Được chưa? Hả? 300 à? À thì sáng nay là bán được 300 à? Thế là hôm nọ là cả tuần mình đi lấy à? Nhưng mà chỉ rảnh lúc nào là mình đi lấy lúc đấy hay là như nào? Đi từ sáng đến chiều à hay là như nào? Có hôm mình đi từ sáng đến chiều à? Có nhiều thì ngủ trên rừng á? Cái ngủ trên rừng như này thì có mang theo đồ gì không? Lấy cơm á? Hay lên đi khai thác được những cái lít mật hay là những cái cây nấm hương thì phải nói là em ấy có khi là còn phải ngủ lại trên rừng luôn. Thế bây giờ thì mấy anh em cũng sẽ di chuyển là đi về thôi. Nào cầm hết đồ thôi em. Ê, Hải ở đây cầm bánh thôi, không tí bánh nát đấy.
Quang đi đâu rồi? À, đẹp phết nhỉ kia. Hôm nay thì hình như là các bạn ấy đi biểu diễn xong không bác? Đợi anh tí đã. Đợi anh đã. Ồ, có vẻ như còn khá là ngại không bác ạ? Đi, đâu, mua kẹo ở đâu? Đây à? Đây, Quang thì còn bé cho nên là còn mua kẹo một chút. Mua chả có cả cho bé Hiếu nữa. Đâu, ở đâu? Đây, anh cầm cho. Rồi, lấy đi. Mua cho nó giày à? Vâng, hôm nay mua bộ não. Đâu, lấy kẹo nào? Lấy kẹo nào? Đâu, tận đâu? Lan. Tí Lan. Tí Lan. Bỏ người ra. Lấy cái đấy à? Rồi. Dạ, không được ừ nhá. Rồi. Chú ơi, cho bao tiền đấy, cái này. 15 nghìn à? Đây, cháu gửi này. Dạ. Cái này á? Cái điện thoại mà. À, xin đây. Đi đi ra kia đi, anh đi đường này. Đấy, đi đằng trước đi. Đi đâu rồi? Quang đâu rồi? Đây. Đi. Ồ. Oh, cái bánh này là bánh gì đây nhỉ? Bánh này là bánh đúc. Bánh đúc à? À, đi 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 đi. Rồi kẹo đi đi. Bánh là bánh đúc làm từ cái bột bột gạo các bạn. Đấy. Bánh này thì ôi, làn phải không? Này khá đứng lâu á. À, ở đây thì các cô bán cả rượu này cô bác này. Một tép này thì bán bao tiền? Ba. Tép là 25 nghìn á. Nó một can luôn à? Thế một can này là bao tiền? Nhưng mà rượu này là rượu gì? Rượu gạo. Rượu gạo à? Vâng, cho mời nhá. Mi cái ván là chỗ đấy mê. Có à? Thế bây giờ thì hầu như là cũng hết chợ rồi các bác, trong khi mua bánh này về ăn đấy nhỉ. Ba lấy cho cô cháu 10.000 bánh nữa. Qua đi thôi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã đi ra chợ là mua quần áo cho em Quang rồi. Đấy, đáng ra là hôm nay chỉ mua quần áo cho em Quang thôi, nhưng mà lại bất ngờ khi là gặp em Quân đi. Hả? Đi được không? Đi được không? Bảo bố mua xe đạp mới đi hỏng rồi. Đi. Chợ này thì cũng không quá là rộng hả các bác ạ. Đi một hồi loanh quanh đậu tầm 2-30 phút thì là cũng hết cái chợ rồi. Đây này. Cương được ma bà. Nương ma. Hả? Nương ma. Cương được ma. Nương ma. Cương được ma. Đấy, còn hôm nay thì lại gặp thêm cả bà của Cương này. Đang với giả khái nữa này bác. Tức là này. Vâng, bà nếu có la luôn không? Chín phơ bà. Chín nhà ra. Ừ. Ờ. Tưởng bà chưa ăn thì bảo bà đi ăn phở của bác. Nhưng mà bà cũng đã ăn rồi. Đi thôi, đi về thôi. Anh em mình đi về thôi nhỉ. Hồi như là hôm nay là cũng bán hoa này. À, gặp cô bé bán hoa rồi. Bán hoa có bán người không em? Hả? Hoa này bán bao tiền một bông? 100 một bông á? Anh mua xong anh tặng em được không? Không được à? Ngồi đấy thì anh không mua đâu. Anh mua xong anh phải tặng em cơ. Đi thôi. Đấy, hôm nay thì mua quần áo cho Quang là chỉ một bộ thôi. Bộ của Quang với lại của Quân thì cũng của em Sử thì là rơi vào tầm 400 rồi. Anh em mua mấy thố đồ lạt vặt nữa. Đấy, hiện tại thì chốn Lực với bạn Hiệu là cũng thuê một cái phòng trọ trên này các bác này. Một cái phòng thì cũng nhỏ nhỏ thôi, chủ đủ hai anh em sinh hoạt thôi. Cũng kèm theo đó thì ở đây là trồng thêm chút dâu nữa. Đấy. Để đây tí nhá. Đây lấy phở này treo lên đi. Tí
tí anh xử lên là cầm mà định của quân của xử của em là hai túi nhá. Đây, bánh này bánh của ai đấy nhở? À bánh này bánh của. Đây bánh này bánh của Hải đúng không? Đấy, treo lên đâu một chút. Đấy. Có Thích Công Quang ở đây, ra đây nào. Ra đây chú Bảo xem nào. Ra đây chú thấy không? Chú bỏ cho. Có thích không? Hả? Hôm nay có vui mừng không? À, hôm nay thì có một bác ở bên Hồng Kông kìa, bác ấy gửi tiền cho anh để đi mua quần áo cho em đấy nhá. Nhá. Hôm nay thì có vui không? Vui à? Bây giờ thì nói một lời cảm ơn tới bác nhá. Con cảm ơn bác đã gửi tiền mua quần áo và giúp cho con rất là biết ơn và chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi, đây bây giờ thì chào các ông có bà đi. Đây, chào các ông có bà đi. Quang, vẫy tay chào các ông bà. Này, nhìn ra kia. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông các bà. Rồi, bye bye đi. Chào đi, vẫy tay. Rồi. Đấy, cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đã được cùng xin được kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.